Đấy, việc chó ai cho nổi. Má việc chó gà ầm luôn. Giờ tới cụ lò nó không phát nữa rồi, sợ đi. Thế từ từ nhé. Má mở cho xe không khùng như vậy. Rồi dịch cá bán cá tắt rồi hai con cá này dính cá ngồi rồi xin lợi phẩm.